Hello, xin chào quý vị khán giả. Thì hôm nay là ngày thứ hai, hôm nay là ngày chủ nhật mà cũng là ngày thứ hai, Ái Bầu Sen đã có mặt ở tại xã Đại Hòa Lộc cũng như là trường cơ sở cho trung học cơ sở Đỗ Hữu Phương. Thì đây là cái trường cấp 2 nằm trong cái vùng sâu của xã Đại Hòa Lộc. Thì Ái Bầu Sen như mà ông dạy giờ quý vị cũng đã biết rồi, tôi về đây để hỗ trợ bà con người dân ở đây cái vấn đề mà nước bị nhiễm mặn. Hỗ trợ về nước nhiễm mặn cái tắc cái chuông thì mình lắp cái hệ thống công suất hồi đầu định dự trù là 5-700 lít trên giờ thôi, nhưng mà giờ rút cuộc thì mình sau khi khảo sát kỹ lại cái nắm được cái dân số ở đây tình tăng tăng lên cái lượng nó là 1.000 mấy 1.000 lít trên giờ để mà đủ cung cấp một ngày cung cấp ra được mấy chục khối nước để giúp cho bà con để có được cái nguồn nước sạch, vì nước ở đây đó nhiễm mặn nó lên tới 6 chấm mấy luôn, nó rất là cao. Chính vì ngày hôm qua giờ sang ở đây mà cũng như là đánh răng hay là tắm rửa là người giống như là tắm nước biển nữa, nó rất dữ lắm. Thì cái nỗi khổ của bà con là sử dụng cái nguồn nước mà nước mặn mà nó của thủy cục ở đây luôn cũng vẫn vẫn bị kể cả, nhưng là nước giếng nó ảnh hưởng vô cái vấn đề mà trồng trọt cũng như là cái cuộc sống đời sống của bà con nhân dân ở đây rất là khó khăn. Không riêng gì cái xã Hòa Lộc mà hầu như là nguyên cái tỉnh Bến Tre là bị rất là nhiều. Ở bên cạnh đó Gò Công rồi Cây Lậy Tiền Giang rất là nhiều trong cái những hạn mặn như thế này. Hàng ngày tới thời điểm này là tất cả những mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh bạn hữu đường xa hàng ngày ở xe chở nước chạy dập dìu về về đây để mà vẫn còn cho. Mà quý vị có thể về đây quý vị thấy đi dọc đường thấy bà con đi hứng nước đi xin nước của những cái xe nước cứu trợ về đây để mà dành với nhau để mà lấy từng canh nước một, thì cái sự khó khăn của bà con ở tỉnh Bến Tre thì rất là còn nhiều. Cho nên chính vì vậy thì Sang chỉ góp công sức một phần nhỏ cho một cái hệ thống này thôi, nhưng mà còn rất rất nhiều nơi. Rất mong quý vị khán giả hãy chia sẻ cái đoạn video clip này để mà mong rằng những cái nhà tài trợ lớn khác rồi họ đi về đây khảo sát trực tiếp từ ở Gò Công, Bến Tre, Tiền Giang, Cây Lậy đồ để mà giúp cho những nơi này có được cái những cái giọt nước nghĩa tình để bà con sinh sống. Bây giờ Bầu Sen sẽ giới thiệu cái gì để đi vô tham quan cái hệ thống bữa nay mình làm xong đã hoàn thành rồi. Và những công đoạn nào tiếp theo nữa mình sẽ trình bày những gì. Đây là ngôi trường, đây là trường Đỗ Hữu Phương. Thì ngôi trường này là được xây dựng mới với tổng kinh phí đầu tư của bên chỗ tỉnh Bến Tre đầu tư giúp thay thế cái trường cũ mà đã xuống cấp trầm trọng trường cấp 2 nó nằm ở ngoài kia trường một nát rồi. Thì cái trường này đã được hỗ trợ của nhà nước để mà giúp cho các em sinh có được cái ngôi trường mới khang trang, nhưng mà nói về nguồn nước rồi cũng như là điện đóm ở trong này cũng là chưa có thì rất là gặp nhiều khó khăn nha quý vị. Mong quý vị tất cả mấy mạnh quân về đây để hỗ trợ giúp cho cái người dân Bến Tre đây. Thầy đã điện đây là thầy Hải, phó hiệu rồi rồi đang đang chỗ giờ bây giờ cho anh xem phó hiệu trưởng của trường, còn đây là em Nhân chủ tịch ủy ban xã Đại Hòa Lộc. Thì chào Nhân, thì chào qua đây cái 2 ngày công tác. Sắp tới đây còn cái công đoạn mà để lấy mẫu nước đem đi viện Pasteur để mà giám định thêm lần cuối nữa rồi mới đưa vào cái sử dụng. Thì em cho mọi người để biết được cái cảm nghĩ của em như thế nào cũng như bà con nhân dân ở đây. Nói chung thì thưa chỗ anh Sang với mấy anh em, thì vừa qua thì chúng ta cũng biết thì cái đợt hạn mặn của cái năm 2020 này thì kéo dài rất là nhiều. Hiện nay cái nước thì cái nước bà con đang sử dụng là nó mặn tới khoảng trên 10 phần ngàn. Đây là một vấn đề rất khó khăn cho cái địa phương cũng như là bà con trong vấn đề sinh hoạt sản xuất của bà con trên cái địa bàn của xã. Hôm nay thì vừa qua thì chúng tôi cũng có cái thông tin là chỗ anh Sang, chỗ cái hội thiện nguyện BOS của thành phố á, về đây để hỗ trợ cho bà con, đặc biệt là cái điểm trường để phục vụ nước uống cho các em học sinh cũng như là các cái bà con hộ nghèo hộ khó khăn ở cái địa bàn của xã Đào Lộc. Thì đến thời điểm này thì cơ bản thì cái máy thì đã hoàn thành, tuy nhiên thì còn lại một cái phần là về cái nguồn nước thì cơ bản thì nó cũng chưa có ổn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thì trong ngày mai thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái công đoạn còn lại của cái việc mà khoan cái cây nước để lấy nước và cái
cái phần về điện á, thì chúng tôi sẽ liên hệ với điện lực. Thì ngày mai thì chúng tôi đã liên hệ rồi, thì ngày mai có thể là anh em ở điện lực của Bình Đại sẽ vô hỗ trợ với địa phương cũng như ở trường, thì sẽ gắn cái một cái đồng hồ riêng và sử dụng cái khoản khoản điện riêng chứ không sử dụng chung với cái mảng của trường, để phục vụ cho cái việc mà cái hệ thống của cái máy nước lọc của chỗ đơn vị đại đạo chúng ta đó. Thì nói chung là chúng tôi về thay mặt chỗ địa phương cũng như bà con cũng như là chỗ cái ban giám hiệu của trường thì cũng rất là cảm ơn, nói chung là rất là vui mừng, cảm ơn cái sự quan tâm và giúp đỡ của cái hội thiện nguyện, đặc biệt là chỗ anh Sang với quý anh đã trong thời gian vừa qua. Nói chung thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì cái địa phương cũng có những cái vấn đề công việc thì cũng có những cái sơ sót, thì mong chỗ anh Sang với quý anh chị trong cái hội thiện nguyện thì cũng thông cảm bỏ qua cho địa phương. Xin mong cảm ơn mấy anh em ở bên chính quyền xã hãy quan tâm hơn trong cái thời gian này, là cái thời gian cũng như là bà con đang khó khăn rất là nhiều, năng động để mà hỗ trợ bà con mỗi lúc mà làm được thì nước sinh hoạt ăn uống mà nó sớm chừng nào tốt chừng đó. Tại vì sao xa không thể nào cứu được rồi được rồi, vì họ hàng ngày đó mà cũng thấy xem con lấy nhập chiều ngoài đường khá là nhiều, và tại sao bây giờ cái máy nó năng lên để làm những cái câu như là toàn diện cung cấp điện cho nó sớm nhất có thể để đưa được nước sớm nhất có thể cho con sử dụng. Tại cái ngôi trường này sắp tới đây cũng tay nghe dự đoán của tôi cũng là 1-2 tháng nữa đưa vào hoạt động, thì giúp ích cho rất nhiều các em học sinh có được nguồn uống nước uống để đảm bảo sức khỏe cũng như là thầy cô giáo, mà thầy cô giáo đã đảm bảo được cái sức khỏe mới yên tâm để dạy. Đến cho tất cả những nhà tài trợ thì hãy cùng nhau về Bến Tre cũng như Gò Công, Tiền Giang thì cũng như là xã Hòa Lộc có thêm những cái hệ thống lọc nước này tiếp tục nữa để chi, để giúp cho bà con nghèo có được cái giọt nước nghĩa tình, đó là cái điều cần thiết nhất. Bây giờ anh mời Nhân với lại thầy vô để mà lần cuối mình ký vô cái giấy mà trước khi mà cái máy này vận hành cho ra nguồn nước đầu tiên, anh lấy cái mẫu nước đem đi viện Pasteur để mà mình ký giấy rồi mình niêm phong rồi anh đem về viện Pasteur để sau đó kiểm định nó cho ra kết quả tốt nhất thì mình mới đem về đây là chính thức là cánh thành cho tặng nước cho bà con. Dạ. Yeah. Hỏi sâu đậu ta. Nói vô chưa tính không? Thì theo như quy trình đó mình làm đó là tất cả những cái hệ thống lọc nước mình làm ở các nơi đó, thì mình làm một cái nhà điện chế, một cái nhà chạm, thì mình đưa hết cái hệ thống vô bên này để chỉ bảo quản cái máy nó không nằm ngoài nắng ngoài mưa, nó được cái tuổi thọ lâu dài để mà vận hành lâu dài giúp ích cho trường học, thầy cô giáo, học sinh, bà con nhân dân. Thì cái này là mới vừa làm xong. Còn phần bên trong là cái hệ thống. Thì bên trong ở ngày hôm nay là cái phần mà khâu công đoạn cuối cùng là đã xong xuôi, bây giờ chỉ lấy mẫu nước. Thì Tuấn ơi, dạ. Em có thể trình bày cho
cái gì mà anh Trường Quân mà biết sơ qua về cái hệ thống mình bữa nay đã hoàn chỉnh, thì từ cái khâu đầu tới khâu nào sẵn có bên chủ tịch xã luôn. Bây giờ em tắt nước. Đây là chỉ vô nói tắt nước dùm đây. Thầy Hải chuẩn bị cái giấy đi, lá nữa mình ký bốn bên để mà niêm phong cái chai nước mẫu để mà đem đi thí nghiệm. Giấy à? Dạ, giấy ký 4 chữ ký ở bên nhà trường. Tắt rồi, tắt nước. Rồi bỏ dội xuống dưới luôn nè. Rồi bỏ luôn cái tiền dưới luôn nè. Hồi nãy em ra ngoài lấy cái giấy mà hồi nãy mình cắt á. Có cái giấy ở lật ở phía sau cũng được á. Cái giấy mà có thể ghi ký được á. Giấy với lại cùng keo vô luôn để niêm phong lại cái chai này. Chai nước mẫu. Cùng keo đó. Rồi Tấn giới thiệu lại cho bên xã nắm rõ cái hệ thống này. Dạ, chủ tịch xã là đây Nhân. Còn cái này chốt giùm em này. Báo với anh Nhân thì em là Tuấn bên chỗ công ty Đồng Phát phụ trách cho cái hệ thống lọc nước này. Thì để lọc được thiết lập được cái hệ thống này thì nó có các cái thành phần như là thứ nhất là cái nguồn, cái bồn này là bồn nước nguồn, nghĩa là nước có thể mình lấy nước giếng khoan hoặc là nước thủy cục. Riêng đối với cái ở hệ thống đây nó có đặc điểm là nó có thể xử lý được nước nhiễm mặn, chứ còn nước mặn như nước biển thì nó phải có đòi hỏi một cái công nghệ xử lý nó cao cấp hơn rất là nhiều đó. Rồi đây là cái bồn nước nguồn dự trữ cho cái hệ thống trước khi nó vận hành, nó đảm bảo được là cái nút dự trữ cho nó sẽ để ví dụ như ngoài trường hợp mà cấp nước á, thì mình cũng không có nước để mà mình có thể hệ thống nó vận hành được đó. Sau khi mà nó đi qua cái hệ thống ở đây, nó đi qua đường ống ở đây thì nếu nó qua cái hệ thống đây là cái hệ thống tiền lọc của nó qua ba cái cột là lọc thô, lọc chuyên và lọc chuyên, để chi nó xử lý trước cái nguồn nước ví dụ như là các cái kim loại nặng nè, hóa chất nè, màu mùi, thậm chí là các cái loại vi sinh cơ bản thì nó xử lý trước. Sau khi mà nó xử lý xong thì nó mới đưa qua cái hệ thống cột lọc tinh này. Cái bộ này là bộ lọc tinh. Bộ lọc tinh này có nhiệm vụ là lọc lại các cái cặn bã lơ lửng trong nguồn nước để đáp ứng được là cái nước sạch trước khi mà nó qua cái hệ thống màng RO đây. Đây là cái hệ thống điều khiển trung tâm. Toàn bộ đây là tủ điện, hệ thống điều khiển trung tâm thì tất cả các cái thiết bị này đều là phục vụ cho cơ chế tự động vận hành của cái hệ thống lọc này. Ở đây là cái hệ thống tủ điện có các cái khởi động từ hệ thống ngắt điện tự động vân vân đó. Thì đây là cái bộ não của cái hệ thống. Với cái hệ thống này thì nó sẽ điều khiển cho cái bơm phía trước lọc cho cái hệ thống lọc và cái hệ thống lọc chính. Còn đây là nó luôn điều khiển luôn cả cái hệ thống mà gọi là cái hóa chất chống cấu cặn để phục vụ cho là việc là chống nhãn màng RO. Nó điều khiển tất cả cái hệ thống này thông qua các cái phao điện, rồi hệ thống tủ điện, hệ thống thiết bị điện trong này. Với cái nước sạch mà đã lọc được qua cột lọc tinh đó, nó sẽ đi qua cái bơm này gọi là bơm cao áp để mà đẩy cái nguồn nước này vào cái hệ thống màng RO. Thì đây là cái màng RO là xử lý cái nguồn nước chính, lọc chính của mình. Thì với cái công suất hiện nay của cái hệ thống này thì nó là công suất xử lý của nó là 1000 lít trên 1 giờ. Nó đáp ứng được cái nhu cầu cho tương đối là đông hộ dân. Tương đương 1000 lít. Rồi khi mà nước mà đã được xử lý qua hệ thống màng RO để đảm bảo được cái tiêu chuẩn diệt khuẩn để mà người dân có thể là sử dụng uống trực tiếp được á, thì nó sẽ qua một cái hệ thống đèn UV để diệt khuẩn. Đây là hệ thống đèn UV đó, đèn, hệ thống đèn UV công suất lớn. Rồi sau khi mà nó qua đây thì nó bắt đầu nó mới đi hệ thống ống để dẫn qua cái bồn bên đây là gọi là bồn chứa nước tinh khiết, là nước thành phẩm. Sau khi qua tất cả các hệ thống lọc đây thì đây là bồn chứa nước tinh khiết để người dân có thể lấy nước từ cái bồn này. Thì từ nước cái hệ thống mà lọc tinh khiết này nó sẽ đưa qua cái giàn, đây là cái giàn
lấy nước thì nó có cái bộ phận là xúc rửa cái bình 20 lít hoặc là các cái bình chứa. Sau khi mà nó xúc rửa xong thì người dân có thể là lấy để ở vị trí bên đây, hệ thống trượt này để mình lấy nước ở đây tại cái bồ này, hoặc là mình có thể đưa ra cái phía ngoài để cho người dân có thể lấy nước một cách chủ động. Đó thì toàn bộ cái quy trình về từ cái lúc nguồn xử lý bước 1 qua bước 2 qua hệ thống diệt khuẩn rồi đưa vô bồn, và cuối cùng là đây là cái bàn chiết xuất cái nước thành phẩm ra. Đây là cái băng chuyền luôn á, người ta để cái bồn nặng người ta có thể đẩy được. Này là băng chuyền ha, cái băng chuyền luôn. Nó đẩy tận dụng cho bà con người ta lấy nước, người ta kéo, người ta khỏi mất công dở lên dạ. Nó nặng đó. Thì cái này á là khi mình để đóng cái bình xuống á là nó tự động cái bình, đây. Bình trồng gió xuống là tự động đây, nó sẽ bắn nước ra, nó rửa xúc cái bình, nó bung nước theo các cái vị trí này đó, điều khiển hết, điều khiển nó tự nó phun nước ra bên trong của cái bình để mà nó rửa sạch cái bình, rồi sau đó người ta mới để lên đây. Chỉ cần để đè xuống về là hệ thống nước nó sẽ tung ra. Nó tung ra tung té tùm lum ở bên trong. Là nó làm sạch cho cái thùng người ta lấy nước. Rồi bắt đầu mới đặt lên đây. Đặt đây nó kéo lấy thùng nước này nó sạch rồi cái băng chuyền nó sẽ di chuyển qua đây. Đó, rồi cái này nó di chuyển nó chạy được hết. Nó có bạc đèn hết để mà nó chạy. Rồi mình không có cần phải khiêng. Rồi cái này lấy bên trong. Rồi còn ở bên ngoài á là Tuấn nó sẽ đưa cái đường ống ra bên ngoài. Là bà con có một dạ, đây chừng, là cái ống đó phải không? Đúng rồi, có 10 cái van ở ngoài kia bà con để mà lấy à, không cần ngõ là một van nữa, tại cái hệ thống này nó đẩy ra nước ra rất là mạnh. Mình có thể chia ra 10 van, 20 van. Cây lớn ra vậy, cái mình truyền ra nhiều cái. Đúng rồi, làm nhiều tại cái nhánh nhỏ ra. Bơm để mình tạo cái áp lực nước lấy hút nước từ cái hệ thống bồn chứa nước tinh khiết á. Là bên kia mình lấy nước chủ động rất là dài á, chứ không phải là phải chờ nó đi ra chậm. Mà nước ra nó cũng có cái máy nó bơm nó tống ra cho nó rất là nhanh. Mà tính ra một ngày mình lấy được 20 mấy ngàn lít nước. Cái xin hỏi cái ví dụ như giờ mình thực hiện mình bảo quản á, ví dụ như hàng bây giờ bao nhiêu lâu mình mới sử dụng, mình bảo quản cái màng lọc của nó là mình xử lý cái như thế nào? Về cái phần ấy này đó, xúc rửa mà thì đây ở trường nhà trường có cử chỗ kỳ là phụ trách cho cái việc vận hành hệ thống này. Giờ thì kỹ giám sát và vận hành hệ thống này. Có nghĩa là cơ chế vận hành xúc rửa định kỳ hàng tuần là có, sẽ có một cái gọi là cái hướng dẫn và đồng thời là cái quy định là phải xúc rửa hàng tuần cho cái hệ thống lọc. Còn riêng đối với cái hệ thống màng RO này thì nó có một cái hệ thống phục vụ cho việc xúc rửa cái màng RO này để chống nhãn màng, đó là qua cái bồn chứa cái hóa chất chống cấu cặn cho cái màng RO. Là đây là cái hóa chất chống cặn này đó. Còn định kỳ thì tất nhiên nguyên cái hệ thống này là hàng tuần hàng tháng là chỗ nhà trường sẽ có chỗ thì kỹ phụ trách để bảo dưỡng cho nó, để đảm bảo sẵn nói lên có hướng dẫn rồi phải không? Có nghĩa là sẽ có làm tài liệu gửi ra in ra hàng vàng cho chỗ hướng dẫn được. Cái khâu mà vận hành đó nhân ơi thì chủ bên xã mình phải nắm là cái khâu vận hành mình giao trách nhiệm cho nhà trường. Thì sau này ví dụ mà còn cái khâu mà để mà chi trả những cái mà bảo trì bảo hành đó cho theo định kỳ thì bên ủy ban chi trả, thì mình đã chia tách ra nó cái trách nhiệm của bên nào nó nằm rõ trên cái bản ký kết hết rồi. Tức là nhà trường sẽ cử ra một người để vận hành cái này và chịu trách nhiệm mà để mà vận hành là cũng như là bảo dưỡng ổ này kia, còn chi phí là bên ủy ban. Nhưng ủy ban cũng phải biết là lâu lâu vô dòm ngó là coi vận hành nó chạy chân chui không, nó có ai được bảo quản hay không. Nếu không ai bảo quản thì nhiệm vụ của nhân là chủ tịch thì em có quyền em kiến nghị với lại bên nhà trường phải thay thế người khác để giữ cái bảo quản cái này để đấy, sao đó. Cho nó lâu dài để giúp phục vụ cho bà con cũng như là thầy cô giáo các em học sinh là chính đó. Chứ mình cũng phải lâu lâu một tháng mình phải vô kiểm tra cái người vận hành nó có đúng cái tiêu chuẩn chưa đó, để mà làm sao cho nó đạt hiệu quả tốt nhất. Cho nên anh thử ra lâu lâu mình bữa nay cũng phải chịu khó chạy vô cái này. Mục đích là sử dụng và bảo quản nó có hiệu quả và nó lâu dài và đúng rồi. Rồi đối với cái hệ thống này thì cũng nói thêm là nó tự vận hành, có nghĩa là nếu trường hợp mà nước trong hệ thống dự trữ nó có thì máy nó cho phép hoạt động, hoặc là khi nào mà nước trong bồn tinh khiết nó hụt tới, có nghĩa là được sử dụng lấy ra một tấm đó thì máy nó vận hành cái hệ thống này.
để bù lại cái lượng nước mà đã mất đi. Nó có nghĩa là cơ chế vận hành của nó là tự động hết, hoàn toàn hết. Còn bảo dưỡng thì tất nhiên mình sẽ có cái công đoạn là bảo dưỡng bằng tự động. Rồi cái cho em nhận thêm có phần cuối là ngày mai giống như em đã nói liên hệ với bên điện lực, nó sẽ vô lắp nguyên cái đồng hồ riêng để cho vận hành của cái máy này. Thì em gắng cố gắng làm sao làm cho sớm, với lại cái cây giếng khoan bắt đầu ngày mai cho khoan. Thì phần vách này ngày hôm qua thì anh cũng đã nói lại bên chỗ thầy Quang để mà kêu thợ vô giúp bên nó để mà làm cái vách này cho nó kính là trước, để chi mưa gió là một chuyện thứ hai là ở đây rất là dễ leo vô. Đúng rồi. Thì cái tài sản này sau khi mà đã anh bỏ bàn giao thì cái tài sản này bên ủy ban cũng như nhà trường phải đồng nhau mà để gìn giữ đó, nữ ra cái vấn đề an ninh và mưa gió để mà nó làm hư hại tới hệ thống và phải làm cấp bách ngay dùm cho anh. Thì bắt đầu ngày hôm nay mình sẽ ký kết để lấy cái mẫu nước này đem đi viện Victor để kiểm định trước khi ra cái quyết định của viện Victor nó đạt chuẩn của bên Bộ Y tế để cho uống nước nó đảm bảo sức khỏe. Thì em cần cái chữ ký của ủy ban, của nhà trường, bên Tuấn, bên Nam để niêm phong cái chai này em đưa về viện Victor. Sau một tuần lễ là viện Victor nó trả kết quả, lúc đó mình mới là chính thức là các ban ngành thành và tổ chức cho bà con đến lấy nước mà hoàn toàn miễn phí. Và anh yêu cầu một cái bảng, đây là điểm lấy nước miễn phí hoàn toàn cho người dân. Đây một bảng gọi bảng ngoài cái đầu của đầu ấp để cho bà con cũng biết vô, vô điểm vô để cái đường dẫn biết người ta vô đây người ta lấy đó. Anh cần là như vậy thì tối thứ hai tuần sau anh sẽ quay lại là tiến hành cái vấn đề mà làm lễ bằng bằng giao đó, rồi là chính thức cho bà con là lấy nước. Tuần tới thì tuần tới thứ hai tuần tới hả? Thứ hai tuần tới là ngày mai á. Không không, tuần tới nữa. Nữa tại vì bữa nay chủ nhật mình lấy nước rồi mình đem về ngày mai thứ hai mình qua viện Victor đó. Đó 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 thì đó ông Ron á biết ngày giờ để mình thông báo cho dân luôn chính xác cho dân. Rồi bây giờ em sẽ tạm thời do cái hệ thống này là chưa chuyển qua chế độ ô tô được. Hồi nãy có thầy Hải, thầy phó đây có chứng kiến là cái việc mà không đủ điện áp cho cái hệ thống này nó phải xảy ra chuyện hợp gì đâu, cho nên bây giờ tạm thời em sẽ chuyển gấp qua chế độ tay để làm chi mình lấy nước mẫu ra, chứ còn không là nó sẽ không có nước để mình tại giờ chưa có điện, không có nước để lấy mẫu. Điện nó yếu quá, không có đủ điện. Cái mẫu nước mẫu nó cho nó có điều chỉnh cho nó hợp lý cái. Nước tinh tiết của mình như thế này. Cái bồn này là 2000 lít. Cái điện áp ở đây hiện tại giờ nó không có đủ điện để mà chạy trong cái hệ thống này, điện nó yếu quá, cho nên phải cần cái nguồn điện riêng của nó. Ngày trước nữa em cứ chuyển vào chế độ ô tô đi rồi sẽ thấy được tình trạng. Đây cái phần truyền lấy rồi là làm bò, còn là cái nóc lê tư nữa, nóc tốt lắm để mà nó chống nghe đồ rỉ luôn. Để chống nghe còn hệ thống luôn à? Dạ đúng rồi.
Và nó có một cái bơm đẩy mà để đẩy ra nước cho nó nhanh để cho bà con lấy, không mất thời gian chờ. Áp lực, có áp lực. Rồi. Đây là cái gì? Cái đầu nước ra là cái gì đó? Nó nước cái nước là trong. So với lại cái nước nguồn đầu vô. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đẩy lại để mình niêm phong ha. Hay để đưa lên cái điện motor. Mình làm cho nó nổi ngàn cụ thể để lỡ là sau này mà con lỡ có bị gì đó, đổ đồ cũng mệt mình đó, đúng không? Đau ra nè, đau rồi chơi áo lâu cho áo lâu luôn rồi áo lâu luôn nước sạch mà. Cái này bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ tự động, tại vì nó là chế độ tay thì chế độ tự động. Còn qua chế độ tự động là nó yếu, nó chạy không nổi, nó sẽ không chạy nổi cái tủ ampe, cái dòng nó không đảm bảo, cho nên là nó sẽ xảy ra trường hợp rồi nó sẽ sập cái CB. Mà nếu ấy là để lâu rồi là cháy máy, cháy hệ thống hết, nó hư hết nguyên hệ thống luôn, cho nên là phải đảm bảo được cái nguồn điện nãy nó lật cái chập đó đó, là cái hệ thống CB nó cái đóng mở liên tục, nó rất là nguy hiểm cho cái hệ thống. Nó đảm bảo phải cái nguồn điện, phải đảm bảo được cái nguồn đầu vào. Thử ra mình cái này coi. Mấy anh điện lực anh cũng nắm nói là nếu mà ở địa phương mà có sử dụng cái dàn máy này nè thì liên hệ với ảnh sẽ vô anh bố trí cho nguồn điện riêng. Đúng rồi chung. Rồi ký đi Tuấn ơi, ký để niềm phòng mượn mượn cái này để kê lên ký. Cái cục trắng là sao là nó giúp ích cho cái việc là lọc cái chuyển đổi từ cái nước lợ qua cái nước ngọt rồi để bên chỗ chủ tịch cái đi, chủ tịch xã rồi trường học chính quyền trên dưới đây ha, chủ tịch luôn ha. Chủ tịch họ tên luôn đẹp chỗ là qua lắm à. Rồi thầy Hải rồi giờ lấy cái kéo cầm. Khoan, thử trước cái đó. Cái đuôi này đuôi lên đây. Đó. Chút nữa anh trùm qua đây luôn. Tại mình chịu khó vậy đi, nó đảm bảo được hơn, để khi mà ra cái kiểm định nó nguồn nước nó đảm bảo rồi mà con uống thì sau này nó có gì đổ thừa mình nó uống được. Khi có cái giấy đó là mình cũng yên tâm mình sử dụng nha.
đó lên tới trình. Rồi, anh ghi anh ký luôn cái chữ mẫu nước ra dán này. Để sau này nó vẫn còn không? Đem đi ngày mấy tháng mấy luôn. Đỗ Phương. Này Bình Đại Bến Tre. Dạ, nghe thầy nãy chỗ đạt cái điện cho thầy thầy. Dạ. Rồi. Dạ. Phải không? Thầy hãy kéo em một cái đây. Dạ. Thì bị con cái nãy giờ tụi em cũng có cái đoàn của mấy anh ở Sài Gòn xuống cũng đang anh đang làm việc với mấy ảnh, thành ra thầy điện không có nghe máy được. Dạ. Nay cũng có cái đoàn ở Sài Gòn về cũng cho nước, cho nước bòn á. Đó, cái này bây giờ mình lấy ra mình uống nước số khỏi mình đun sôi. Dạ, đã thiệt. Dạ, ngon ha. Ở đây khu vực mình là ngay lên. Này em cũng được mấy đơn vị hỗ trợ. Chỗ biên bản rồi chỗ anh Lý Hải á. Biên bản ký là biên bản bằng nhau. Vì vợ anh đó cũng hỗ trợ cho một vàng, mà cái vàng kia nó nhỏ hơn vàng này. Mình nhau trước rồi cái bữa mà làm lễ Khánh Thành đó là làm hợp đồng phở cái hợp đồng thì giữa anh với bên em. Dạ, còn bây giờ cái biên bản bàn giao còn biên bản nghiệm thu á là cái ngày mà khi mà cái này xong rồi hoàn thành xong rồi mình Khánh Thành nó để mà làm cái lễ mà bàn giao á, lúc đó mình mới làm nghiệm thu có bên xã luôn. Bên B là chỗ ghi là chỗ trường với là chính quyền. Cái này là ví dụ như thời tiết mà ví dụ mình làm cái máy này nè thì thời tiết nó nóng quá. Ví dụ như tôn nó gần quá mà nó ảnh hưởng nó nóng rồi nó có ảnh hưởng gì với cái hệ thống này của mình vậy nóng quá nhiệt độ nóng thì nó ảnh hưởng tại vì bất cứ cái nào ví dụ như thằng này nó có tản nhiệt nhưng mà ví dụ nhiệt độ nóng quá nó hút vô thì cuối cùng nó không hút không cái nóng thì nó tạo ra cái nóng nữa nên là nếu trường hợp sau này có điều kiện gì đó mình thì bữa làm có dặn mà dặn làm hở đây nè dặn luồn gió vô nè hở trên nó luồn gió vô nhưng đầu đặc biệt là cái đầu bên đây là phải làm tích liền để mà mình chống cái việc mà nói như kia biết rồi. Nhưng mà nhớ là bắn gòn bắn ở trong bắn ra đừng bắn ngoài nha. Thầy Hải ơi, dặn ngày mai kêu bắn ở trong bắn ra đừng bắn ngoài bắn vô, bắn tôm đó. Bắn tôm ở trong bắn ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Hiểu em nói rồi, vấn đề kia rồi. Rồi để báo với sức quan mới được. Ở ngoài dặn ốc xong cái lấy tôm này về. Nếu bắn ốc ở ngoài thì nó cầm lon với xiếc. Nó xiếc có ở gì không? Có nghĩa là ở trong này lập ra. Đúng rồi, lập trong lập ra.
cảm ơn thầy. Thầy. Cái này bản rồi anh gửi cái hợp đồng cho coi, anh đưa lên thì nó cho nắm rõ cái tổng kinh phí của cái máy này để cái bữa bàn giao là anh đọc rõ rồi luôn. Đây chỉ là cái cho quý vị xem sơ thôi, cái bữa bàn giao thì mình sẽ chụp cái bản hợp đồng này, mình sẽ đưa lên clip luôn đó quý vị mới đọc được ha. Còn cái Mạnh Thường Quân hiện tại bây giờ là tổng cộng cái chi phí là Mạnh Thường Quân đã đóng góp được 42 triệu mấy trăm nghìn, thì mình nói số tổng thôi, còn tên là được 6 người. Thì cái bữa mà làm cái lễ bàn giao mình sẽ đọc tên chính thức của Mạnh Thường Quân, tại vì đây từ đây tới bữa bàn giao cũng còn cả chục ngày. Thì xem lại tổng kết tất cả những mạnh quân khác này là đóng góp thêm nó cho nó đủ 115 triệu, thì lúc đó xem sẽ công bố luôn một lần một, tránh cái trường hợp nó mất cái thời gian, mất thời lượng trên cái clip nó rất là lâu. Đây là 115 triệu và của bản hợp đồng này đúng không? Dạ. Đâu cái số tiền thôi. Dạ, đây. Đây tổng số tiền là 115 triệu nha quý vị. 113 triệu. 13 hay 15? Dạ 13. Đây là bên này, dấu mộc của bên công ty Đồng Phát. Đây là cái bản hợp đồng, nó có hai ly nha quý vị nha. Rồi cái bữa đó mình sẽ cập nhật cái tất cả những cái hợp đồng này cũng như là danh sách của mình buôn lên để cho quý vị nắm rõ. Hiện tại bây giờ kinh phí còn thiếu nhiều, rồi tạm thời là Cô Sen sẽ trích cái quỹ ra để mà tạm ứng cho bên chỗ tính trước là 50%, còn lại là 50% mà khi mà cái mẫu này mà kiểm định xong xuôi rồi mình làm lại bàn giao là mình sẽ trồng tiền đủ ra cho bên cái chỗ công ty cấp nước. Thì qua đây cũng cảm ơn em đã hỗ trợ về cái hệ thống này, cái mức giá tốt nhất để phục vụ giúp cho bà con, cũng như là cảm ơn thầy Hải bên nhân thực xã. Mình tiếp tục phấn đấu hơn nữa để giúp cho bà con trong cái hàng tháng lúc này kịp thời kịp lúc, rồi đó là cái điều quý nhất. Rồi, cảm ơn anh Sang. Cảm ơn Tuấn luôn ha. Quá nhiệt tình đấy. Đối với chính quyền địa phương, đối với dân ở đây quá cảm ơn rất nhiều. Nhất là hai ngày qua tài trợ anh Sang. Hai ngày qua mấy anh em cũng cố gắng để làm tranh thủ cho nó sớm nhất có thể để cho nó hoàn thành cái máy này. Còn khâu cuối cùng là như là điện, cung cấp điện với là cung cấp cái nguồn nước vô nữa cho anh em là ok. Nha. Rồi, bây giờ cái này sẽ được đem về cái điện bắt tay nha quý vị nha. Rồi xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những cái video clip sau. Thì ở đây nãy giờ quý vị vô là quý vị thấy đó là nữa. Cái giếng khoan sẽ khoan ở đây. Cái giếng khoan khoan trong vòng nhà là xong. Đó. Cái giếng khoan khoan một ngày một ngày là xong thôi. Bây giờ cái tủ điện của bên điện lực đó đã làm sẵn ngay đây rồi, chỉ cần mà móc điện vô nữa là xong thôi. Rồi qua đây Bồ Sen cũng xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến cho tất cả quý vị Mạnh Thường Quân cũng như là quý vị khán giả đã luôn quan tâm và đồng hành với lại những cái chương trình chúng ta vì cộng đồng
xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại những cái chương trình kế tiếp, cũng như là cái đợi cái ngày cái mẫu nước này được đem đi kiểm định ở viện Vector xong là chúng ta chính thức là công bố cho bà con lấy nước miễn phí hoàn toàn. Mong rằng cái hệ thống này sẽ phục vụ được cho bà con lâu dài hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.